Xin chào các cô chú bác, các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Thúy cùng các cô chú bác, các anh chị, các bạn của mình làm món ăn ngon nữa ha các bác ha. Thúy hôm nay Thúy làm cùng với cô bác là bánh mì ngọt. Bánh mì ngọt nhân mứt khóm, thơm ngon, dẻo, chớp mềm cho con mình ăn nó đi học buổi sáng hoặc mình ăn buổi sáng mình đi làm, rất tốt cho sức khỏe của mình. Thì Thúy mời cô chú bác cùng Thúy chuẩn bị làm bánh mì ngọt đơn giản dễ làm cho gia đình mình. Mình làm bánh mì ngọt nhân khóm, chút nữa mình sẽ xay khóm ra mình trên mầm khánh cái nhiễm mình trên đây mình làm nhân. Thì có 300g bột mì, kèm theo đó là 45g đường, 45g bơ. 45g bơ này ha các bác ha, mình làm bơ kia cũng được, bơ cái muối cũng được, còn bơ này bơ lạc không có muối ha. Kèm theo đó thì mình có cái bột bột men nở nè, để làm bánh mì nè, 200ml sữa, 300g bột là cái bột, cái loại bột này nha các bác ha, là bột này ha, để mình làm bánh mì cho ngon ha. Rồi làm bột này là nó ngon nhất nè. Ở đây 200 thì mình lấy khoảng trăm mấy thôi nha các bác, khoảng 180-190 thôi, mình chừa lại khoảng 10g ha, ở 10ml ha, mình lấy khoảng 180-190ml thôi để mình trộn thử, rồi mình nào nó khô mình mới cho thêm ha. Lấy 190ml sữa để mình trộn cho cái 45g đường này vô cho nó tan ha, quậy đường cho nó tan. Kèm theo đó thì mình chuẩn bị men nó vô trong cái bột này. Cái men này nó rất là mịn, mình trộn vô bột được, còn cái men mà nó to đó cô bác phải để cà ra cho nó nhuyễn rồi hả trộn vô bột ha, để mình nhồi cho nó nhanh ha, chứ không thôi cái hộp men nó còn to lắm là mình làm cho nó rất là lâu. Rồi bây giờ thì sẽ để đây, kèm theo đây bây giờ thì Thúy sẽ cho nó muỗng men cà phê men vô đây. Rồi bây giờ Thúy sẽ cho một muỗng cà phê men vô trong cái bột này mình trộn nha các bác. Đó. Rồi xong rồi đó, bây giờ mình sẽ cho trong cái phần đường này nè, một phần tư cà phê muối ha. Tại cái bơ này nó không có muối, mình phải cho thêm một phần tư cà phê muối vô trong cái đường này mình quậy cho tan lên. Ở bên bên mình là khí hậu nó lạnh nha cô bác, cho nên mình để sữa canh là nó lạnh, mà cho mình quay mình không kịp làm nó cũng hơi lạnh, cho nên trong khi mình kiểm tra sữa của mình nó hơi lạnh thì mình phải quay cho nó ấm ấm thôi, ấm ấm thôi ha. Đó bây giờ nó ấm ấm rồi nè, giờ mình sẽ chắc nó vô ha, chắc từ từ vô trong cái này của mình, chắc từ từ vô trong cái bột của mình để thôi nó dư ha. Nó thấy chắc mà nó còn khoảng nhiêu nữa nè cô bác. Mình lấy 190ml sữa nhưng mà nó còn. Cái bột bánh mì này nó khác hơn cái bánh mì kia nha cô bác. Bánh mì ngọt này thì nó hơi khác. Cô bác mình nhồi mà cái tay của mình hết dính bột, và cái thao của mình nó hết dính bột, cái bột của mình là nó sẽ đạt ha. Là cái đó là mình đã vừa nước vừa bột rồi. Còn nếu mà cô bác mình nhồi lâu thì mà hơi lâu rồi mà cái tay mình vẫn còn dính bột là có nó nhão, mình cho bột thêm ha. Mình chấm khoảng muỗng cà phê bột mình cho thêm từ từ vậy đó. Chừng nào mà cái bột mình nó gụn lại gì nè, mình gờ cho nó không dính gì nè. Gờ vô bột mình nó khô, nó dẻo nhưng mà nó vẫn không dính tay mình là được. Đó cô bác cứ gụn nó lại mà nó như cục bông lên vậy nè, nó phì lên như vậy là cái bánh mình nó thành công rồi nè. Là nó mềm rồi nè. Đó bơ đông lạnh rồi mình để ra nó sẽ mềm. Khi mình lấy trong cái tủ lạnh mình ra mình để trước khi mình làm bột làm đồ là quay lại là bơ nó mềm vừa. Đó mình để bơ vô là nó sẽ chảy nước ra ha. Mình để cái bơ vô thì nó hơi khó nhồi một tí ha, mình phải khó cái cách này ha. Mình chịu cực cái khúc này là tại vì nữa cái bơ vô nó có nước, nó chảy ra thành nước. Nhưng mình không có quan tâm nó, mình cứ nhồi mình bóp cho nó đều bơ rồi một lát là bột của mình nó sẽ quyện lại thì nó sẽ đạt. Bây giờ nó phì giống nãy nữa rồi nè. Đó, mới đầu vô nó có nước đó. Nó chảy nhẹp bột ha. Mình nếu mà mình không biết là mình nghĩ cái bột mình sẽ bị hư. Nhưng mà nó không phải đâu. Mình sẽ nhồi một lát là đều lại nè. Bây giờ nó bóng lên lại trở lại rồi nè. Đó, bây giờ mình nhồi cho nó bụng lên, nó bóng lên như cục bột lúc nãy nữa thì mới được ha. Đây là được rồi đó. Cô bác cứ nhồi nó rộng phụng phụng đó mà nó không có dính gì hết trơn, nó không có lủng nữa. Này nó đạt rồi.
lần này là Thúy nhồi lâu hơn cái lần trước, để chi để bột mình nó ngon á. Lần này là men nó đã nên nở rồi, nên mình phải cố gắng nhồi hơi lâu một tí cho bột mình nó dẻo mịn, nó có sớ nhiều nó sẽ ngon, nó bông nhiều nó sẽ ngon đó. Mình cứ đụng nó lên, mình rù nó lên, mình đun nó lại. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi ủ thôi. Cô bác thấy không, bây giờ nó phì lên nè, cục bột nó phì lên, mình để nó xuống đó. Bây giờ mình để vậy đó, để mình để ủ nó ha, đem vô cái lò vi sóng mình ủ cỡ khoảng 5-6 tiếng, cỡ khoảng 3 tiếng thì cô bác thăm chừng đi. Nếu mà nó đỡ đầy tô hết thì mình đem ra mình làm, nếu mình không, nó chưa có nở đầy tô mà nó chưa có phồng lên, không có chớ, thì mình phải để ủ tiếp cho tới 5 tiếng ha. Rồi cô bác mình ruộng nó tròn lên như thế này, cô bác thấy nó hết dính tay hết dính gì luôn, mà cô bác đun nó vậy nó cũng nằm im vậy, nó không có dính tay mà luôn, nó không lủng luôn, là bột mình nó đã đạt rồi ha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình để vô cái này mình ủ nó ha, để vô cái này nè đó, cô bác để vô cái này ủ đây nè. Cô kịch nó kính lên, để chút nữa nó nở phì cái bột mình lên á đó. Đó mình cứ cho nó nằm phì lên vậy nè. Mình lấy đồ mình cột ở đây. Bây giờ mình làm từ sáng sớm thì mình để vô cái khô của mình, không có cần sử dụng, cho nên mình để đây cho tới trưa luôn. Cỡ khoảng 5-6 tiếng thì mình sẽ xuống mình làm bánh ha. Còn nếu cô bác rảnh thì cô bác sẽ 3-4 tiếng cô bác chăm chừng. Nó nở đây cái tô này, nó có sớ như cái bông gòn thì đạt, thì mình đem ra mài mình làm bánh ha. Mình sẽ nhồi mình tiếp mình làm bánh ha. Là trừ khoảng có nhiêu thôi. Thế đổi chảo cô bác cũng mự. Đổ chảo nhỏ, để chảo nhỏ chà. Thế để hết luôn cho đủ 150 gram đường luôn nè. Mình phải làm đủ 150 gram đường cho nó ngọt mới được. Cô bác nhìn tùy theo cái khóm mình nha cô bác. Có trái chua lắm thì cô bác phải để đường thêm em, không nhất thiết phải làm 150 hay là 100 gì hết. À, mình nêm mà nó chua, nó chưa có ngọt, nó chưa thành mứt thì mình phải để đường thêm cho nó thành cái mứt ha. Mình trên chừng nào nó kẹo nó thành mứt thì mình mới nghĩ ha, là có nghĩa là cái đường khóm với lại cái đường của mình nó chệch chệch nó thành chỉ đó. Thì mình mới ngưng để mình làm mà vô chế bánh của mình mới được. Bây giờ nó chỉ làm là giống như là mình nấu đường thôi nè. Cô bác thấy không, nó nở nè, nó nở rung lên rồi nè. Mà cái lò của Thúy hồi sáng Thúy làm nó bị lạnh, xay qua cái độ lạnh nên nó lạnh, nó chưa có nở nhiều lắm á. Nếu mà độ ấm từ sáng tới giờ là nó nở cái tô này đầy luôn nha cô bác. Rồi bây giờ cũng được rồi, bây giờ mình cũng đã xong rồi, mình đi giờ mình làm bánh thôi. Nó mình bây giờ mình chẹt nó ha, cho nó xì đó, cho nó xì bớt rồi ha. À, mình thọt vô cái nó xì mát mẻ hơi. Chứ từ sáng tới giờ là cái này nó nở đầy tô luôn á, nó có sớ đầy tô luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ để ra ngoài ha, để ra ngoài mình bánh nó lên nó gì, mình cán nó ra gì, làm như này mình lặn nó gì, lặn nó gì. Nó có bơ rồi đừng có để bột áo nhiều ha, bột áo nhiều làm cái bột mình nó bánh mình nó sẽ khô, để ít thôi. Nó có bơ nó không có dính đâu. Nữa cô bác cứ nặn nó như này, nặng nó như vậy, nặng nó cán như vậy đó. Mình cán bên mình xem nó là vậy, đây như vậy nữa nè, mình đằng nó ra đó, mình lặn nó lên đó, mình đằng cái mình lặn đó, mình đằng cái mình lặn đó, mình đằng nó ra cái mình lặn nó lên, rồi nhồi lại là vậy đó. Đó. Đó mình làm vài lần mình bánh nó ra về nữa nè. Ở đâu mình xe nó nữa nè, mình cuộn nó lại nè, đó mình xe nó nè, mình xe mình ấn đó, mình xe cái mình ấn nó vậy đó. Ờ mình xe cái mình ấn nó vậy, mình ấn nó vô nè đó. Cô bác cuốn nó nè, cuốn rồi cô bác nhặn nó lên như thế này, nhặn nó lên như thế này đó, đó nhặn nó như thế này, nhận vậy á, mình ăn nó như thế này, rồi mình ăn nó vậy đó. Rồi ha, bây giờ mình cắt á, cắt khoảng bao nhiêu nè để mình cuốn dài, mình làm cái bánh của mình chiều dài. Bây giờ Thí sẽ cán nó ha, nó cán dài vậy đó. Mình chưa có được thì mình phải lấy đồ mình che nó lại cho cô bác, để thôi là nó khô ha. Mình để nó vô trong này mình che nó lại.
Để thôi nó khô, mình lấy cái đồ mình đẩy nó lại. Đó, mình lấy cái này mình đẩy nó lại để cho nó khô. Nó khô cái bánh của mình. Rồi bây giờ cái này mình cán ra như thế này. Rồi bây giờ thì chế cái thớm mình vô đây. Chế cái đường chính giữa thôi, mình để vô đường chính giữa này thôi nè. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn nó lại rồi các bác. Mình cho nó nằm vô. Cái bánh mình xếp ra đây nè. Đó. Mình kéo cái miếng này mỏng ra. Đó, mình để nó lên vậy đó. Rồi, mình để nó lên vậy nè. Rồi cái miếng bên đây cũng vậy ha các bác ha. Mình nhớ đùa cho đều ha, tại khi nó ăn không có mất, không có đồ nó không thích ăn. Đó. Rồi mình cuốn lại như thế này. Rồi mình cuốn nó lại như thế đó, mình sẽ chế quấn nó vô các bạn. Mình lấy đầu này mình quấn nè. Giờ mình dở lên. Mình lấy cái tay mình phải coi bột ha. Bây giờ thì mình phải để ợp, để không thôi là nó sẽ dính. Để bột để mình dở nó lên. Và cô bác thấy đây nó xì ha, mình cuốn ở đây chưa? Đó. Mình cuốn xin nè. Mình cuốn vậy đó cô bác ha. Rồi xong. Rồi một cái rồi ha, đủ cái rồi, chút nữa nó nở bự ra con mình ăn được rồi. Rồi cái thứ hai tí cũng làm luôn ha. Đó. Mình cũng cán nó ra vậy luôn. À, cho nó vuông vuông lại, nhỏ nhỏ lại ha. Vậy đó. Đừng có cắn mỏng chút mình để nhân vô nó rách. Mình vô đây. Mình có thể làm mứt cớm này, làm mứt chê ghi nè. Có thể làm mứt bơm nè. Mình có thể làm mứt dâu đủ thứ hết ha. Mứt cớm thì nó ngon hơn. Mứt cớm cái mùi thơm khi mình nướng lên bánh mình nó ngon á. Rồi bây giờ mình chế chét nó đủ rồi. Rất là đơn giản dễ làm thôi các bạn ha. À đó, vậy đó. Mình kéo nó lên, mình chùm nó lại ha. Đó. Mình cho nó vô nằm vậy đó. Kipi. Mama. Hả? Kipi. Cái gì? Kipi. Là cái gì? Kipi. Kipi. Là cái gì? Kipi. Kipi, kipi, kipi. Kipi là cái gì? Kipi. À, cô bác. À, cô bác thấy nó nằm dài như thế này. Đó. Kipi. Kipi. Ừ. Nó đòi lấy dao để nó cắt cô bác ơi. Mình làm rồi nó dành làm, nó kêu mình cho bột nó làm. Rồi bây giờ cô bác mình thấy rồi, đây bây giờ mình sẽ gắn nó lại nè. Hồi nãy thì nó gấp, bây giờ nó không gấp nè. Đó. Mình quẳng nó lại ha. Quẳng nó lại vậy đó. Đó. Ừ, quẳng nó vậy. Có thể mình quẳng cái này ra ngoài, rồi có thể mình quẳng vô trong, tùy theo mình ha. À, mình cho nó nằm dài dài xuống. Rồi bây giờ mình lấy nước mình dán nó lại mới dính nha. Không có nước nó không dính. Đó, mình chuẩn bị chén nước để mình dán nè. Quá kéo nó mỏng mỏng ra ha. Nè, kéo nó mỏng mỏng ra. À, kéo nó mỏng mỏng chỗ mà dày này nè, chỗ bự này nè, kéo mỏng mỏng ra cho nó dày nè, cho nó giãn. Đó. Rồi bây giờ mình chỉnh vậy đó các bác ha. Mình có trái gì đó. Rồi bây giờ mình đi nướng thôi ha, mình để đây mình lấy đầu mình đẩy nó lại. Đẩy nó lại cho nó nở một chút rồi mình đi nướng ha. Đó mình đẩy vậy đó cô bác. Đẩy vậy nè. Mình đốt lò có khoảng 15-20 phút mà mình mới đi nướng nó. Thì đó, đẩy vậy đó. Rồi bây giờ mình đẩy như thế này. Vừa đẩy miếng mũ vô xong rồi vừa đẩy lại cái miếng khăn này. Cỡ khoảng 30 phút nữa mình mới đem bị sữa tư để quét ha. Đó, mình quét sữa tư nữa lên nha. Đó, mình quét sơ sơ thôi. Đó, mình quét từ từ sơ cho nó cái sữa nữa thôi. Cái cây thối cũng thấy nó cứng quá. Đó. Cho nó vàng ra bánh mình cho nó ngon. Cô bác thấy hai cái này xấu quá rồi.
Rồi bây giờ mình đem nướng nó thôi. Tôi để vô cái nướng rồi đó cô bác. Cái lò thí nó kiến này hai mặt, cho nên mình lau bên ngoài thôi, mà bên trong mình lau cũng được vậy, nhưng mà chính giữa nó có cái lồng nữa, mình không có lau được, cho nên nó mờ đó cô bác. À, bây giờ mình lên đây mình nướng nha. Nè, thí nướng chỗ gần chỗ ba rồi nè. Hai. Rồi cô bác ơi, nó vàng ơm luôn cô bác. Cái nào mà có khóm á là nó rất là ngon nè cô bác, mà cái nào mà nó cái mứt của cái dục quýt á nó không có ngon nha cô bác, nó chảy nè. Của mình nó khóm mình rất ngon, cho nên khóm của mình mua về nhà mình làm, còn dục quýt á mình cũng mua về nhà mình tự làm. Mình trên cho nó đặt lại vậy đó thì nó mới ngon nè cô bác, nhìn cái bánh mì của mình nó rất là ngon nè. Bây giờ mình sẽ chét nhanh nhanh bơ lên ha. Chét nhanh nhanh bơ lên để cho nó đẹp và nó ngon nó thơm ha. Chắc nhiều nhiều bơ lên thì xé theo thế nào cũng được ha. Nè, nó mềm lắm. Cô bác thấy nó rất là mịn ha. Rất là bông, rất là mịn luôn. Ngon, rất là ngon luôn nè. Đó, cái bánh mình xé ra là nó rất là ngon luôn cô bác. Đó, thấy bánh của mình nó cho ăn cái ha. Ngọt cô bác á. Nhưng nó chua chua ngọt ngọt lắm. Chua chua ngọt ngọt. Khóm mình không thích ăn thịt, mình ăn trái cây, rầm nhân trái cây mà ăn nha. Số 2 thôi, số 2 hai chữ không ăn nửa lên nữa sao cháy nó dính. Khi lẻ 4-5 miếng cháy, 6 miếng cháy mà còn cháy á, cháy hơn bánh trung thu, nhanh cháy hơn bánh trung thu nữa. Ngon. Mấy cái bánh mì ngọt của mình xong rồi cô bác ơi, cô bác thấy giá vàng ôm rất là thơm ngon luôn cô bác nè. Mình nó chóp lắm, thấy ăn rồi cô bác thấy rồi, nó chóp như bông gòn vậy đó. Mình là thích ăn bánh mì nhân trái cây thì mình để trái cây, còn mình không thích thì mình sẽ làm bánh mì nhân thịt gà, nhân thịt heo, chả lụa, xúc xích, phô mai ha. Rồi mình để làm đủ thứ nhân ha cô bác ha, cho con mình ăn nó nhiều dinh dưỡng tốt chưa khỏe buổi sáng, cho nó đi học nó ăn được cái bánh này. Nó không cần phải ăn bánh tây cũng được. Thì cũng đã chia sẻ cùng cô bác của mình làm bánh mì ngọt đơn giản nhân khóm. Xong rồi, thí xin tạm biệt cô bác ở video này nha. Thí chúc cô bác nhiều sức khỏe, bình an. Thí cảm ơn cô bác nhiều đã lắng nghe thí chia sẻ nhầm video bánh mì nhân mứt khóm. Thí cảm ơn cô bác rất là nhiều. Cô bác nào, các anh chị nào mà xem video cho thấy mà chưa có đăng ký kênh và nhấn chuông thể đăng ký kênh, nhấn chuông hộ thấy với nha. Cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc, hết chiến tranh bệnh dịch để mình cuộc sống thoải mái nhé. Cho gia đình mình ai cũng được yên vui hạnh phúc giống như mình nha cô bác.